lớp 8. Wow, xin chào bạn Ken nha. À, bạn Ken đi công có cái gì vậy? Đây là các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có nguyên một cái... Cái này gì nó chạy xuống nè. Đây, đây là một cái trò chơi lăn banh bằng gỗ nha. Rất là vui nha các bạn. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ dòng xe nữa hả? Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi với bạn Ken là đây một cái máy. Đây một cái kệ đó, cái kệ để mình là chơi lăn banh nè. Ở đây mình có 5 trái banh nè. Trái banh này màu gì vậy bạn Ken? Banh này màu gì con? Màu vàng hả? Rồi một chút mình chơi cái xe móc này với bạn Ken nha. Rồi trái banh này màu gì? Rồi mình thả thử trái banh này vô nha các bạn. Ken con thả trái banh này lên đi. Đây bạn Ken sẽ thả trái banh màu vàng nha. Cho nó tuột xuống. Đó, nó tuột vậy đó. Rồi con qua đây con bỏ nè. Rồi bạn Ken thả trái banh màu đỏ nha. Đây còn hai trái banh nữa màu xanh với màu xanh nước biển luôn. Wow. Đây là trò chơi lăn banh. Nó rất là đơn giản nhưng mà cũng vui lắm các bạn. Đó thấy chưa? Wow, trò chơi này là kích thích tính tò mò của các bạn nhỏ nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ thả một lần hai trái banh nha, hai trái banh luôn. Rồi, hai trái banh luôn. Ba đừng cho con nữa nè. Ừ. Rồi, yên. Rồi mình thả tiếp ba trái banh nha. Wow, đó chạy nhanh ghê chưa. Rồi bây giờ mình thả một lần là ba trái banh nha. Rồi mình quay góc đứng cho các bạn xem nha. Đây, quay góc đứng này luôn nè. Ê, rớt rồi. Rồi, đó. Thôi, nó chạy kìa đó, nó chạy luồn qua cái cây cái gỗ đó các bạn. Rồi bây giờ mình bỏ một lần 5 trái banh luôn thử nha. Con Ken con cầm đi. Con cầm đi Ken. Rồi con chặn cái lỗ là giùm ba đi nha. Con chặn cái tay vô cái lỗ nè. Vô đây nè. Rồi. Trái banh nó không chạy. Cho mình thả một lần 5 trái luôn. Rồi rớt một trái banh rồi. Rồi bây giờ Ken sẽ thả ra nha. 1, 2, 3 thả ra. Thả ghê chưa. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình qua chiếc xe đây. Các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có thêm một cái chiếc xe này nữa. Xe này là xe gì vậy bạn Ken? À xe chở hàng hả? Đâu xe này là xe vừa công cụ và vừa chở ra đi con. Vừa cần cẩu móc và vừa hả? Chuyên hàng luôn á các bạn. Chuyên hàng mà. Ừ, nói mạnh ra. Ba dịnh cho con gỡ xe lên. Rồi gỡ lên. Hai tay mạnh luôn. Rồi ra rồi. Rồi gỡ đầu bộ điều khiển ra luôn. Đây. Ừ, nhanh lên. Cứng quá hả? Mạnh lên. Đây nè các bạn ơi. Wow, xe này cũng có bộ điều khiển này nha các bạn. Đây bằng pin hết á. Rồi bằng Ken. Đây bấm lên nhỏ đèn nè. Con bắt bộ điều khiển lên cho các bạn xem nhé. Mở đèn hả? Đây. Đây nè các bạn ơi. Đây nè các bạn, đây cũng là một xe điều khiển nha. Đó. Xe này nó cũng giống như cái xe điều khiển mà bằng chạy qua chạy lại được luôn nè. Này là xe vòng tròn nha. Cái này các bạn cứ bấm ba đi. Con bấm hai phím lên á, hai nút lên là nó mới chạy thẳng được hai cái lượt nha. Hai cái lên một lượt luôn đó. Rồi giơ lui lại dướng rồi hả? Rồi giơ lui lại, gạt ngược sau nha. Đúng rồi. Wow, rồi bây giờ mình gắn cây móc vô nha. Cây móc lên cho bạn Ken đi móc đồ nha. Đây nè các bạn, đây mình gắn cái đồ móc vô đây nè. Xe móc xe này mà. Đúng rồi, xe này nó có hai chức năng luôn, một xe đỡ và một xe móc luôn. Rồi bỏ móc vô. Xe này móc xe này rồi. Giờ mình cho xe này đi móc. Sức dây ra luôn rồi hả? Rồi đây nè các bạn, gắn cây cẩu móc vô luôn rồi ngang. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ móc cái xe này thử. Có móc ở dưới nè. Đó vậy nó mới chạy được chứ.
Rồi bấm điều khiển đi cho nó chạy thử. Rồi bấm điều khiển kìa, cho nó kéo đi thử. Đưa lại. Đưa lại đi. Cái đó chạy lên trước mà. Đưa lại đó. Cái này nặng lắm. Nặng lắm. Cái mà cái xe này nó bị hư pin rồi. Bây giờ không có chạy được nữa. Thôi bây giờ mình nói tiếp cái đồ gỗ này nghe. Rồi bây giờ bạn Ken phải chơi cái nhà gỗ này một lần nữa rồi mình nghỉ nha. Rồi bạn Ken con cầm mấy cái này thải này vô đi. Đây là cái đồ trò chơi lăn banh nha. Trò chơi lăn banh dùng để học màu và kích thích cái tính tò mò của các bạn nhỏ này nha. Rồi bạn Ken sẽ thả xuống một lần nữa nha. Wow. Trời ơi nó chạy kìa. Wow, hay ghê chưa. Như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Ken con chào tạm biệt các bạn đi. Bye bye. Bỏ lìa lìa luôn, bỏ lìa cho nó chạy luôn. Quá wow, con chuột to quá, đập đó, đập. Rồi chết bê chưa? Quá wow, rồi. Rồi chết queo rồi. Hello, xin chào bạn Ken. Con chào các bạn đi. À các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có cái bộ đồ chơi đập chuột nè. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi đập chuột. Ai thắng sẽ được thưởng một quả trứng ha. Rồi quả trứng đồ chơi khổng lồ. Rồi bây giờ bắt đầu thi nha. Rồi, con sẽ thắng bà hả? Rồi, bắt nhạc lên đi. 1, 2, 3, bắt đầu đập thôi. Dính. Nè, ba dính rồi nha. Là 1-0 nha. 1-0, bà được 1 con. Bạn kia được 1 con rồi. Đây cho ba luôn không, chấp luôn không, rồi vô chuột ấy ơi, rồi chuột nó nhảy lên luôn. Ôi 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 ôi, con chuột nó nhảy ra ngoài rồi. Rồi chơi lại đi, chơi lại đi. Rồi đập lại nha, đập nhẹ thôi, đập mạnh của con chuột nhảy ra ngoài á. Rồi bắt đầu đập lại nha. Wow, các bạn ơi, bằng kẹt mạnh quá, bằng kẹt đập cho nó nhảy ra ngoài luôn. Rồi bây giờ đập nè. Con canh nó chui cái mỏ lên cái con đập xuống ha. Rồi bắt đầu thôi. Trở lại nha. Wow, bạn Ken giỏi quá các bạn ơi. Bạn Ken đập. Bạn Ken đập nhẹ nhàng mà hả trúng con chuột luôn rồi. Hay quá. Tứ ba đập đây, ba đập. Wow. Oh yeah, bạn Ken lại đập trúng nữa rồi. Wow. Hôm nay bạn Ken chơi thật là hay. Vỗ tay bạn Ken cái coi. Yeah. Rồi đập tiếp thôi. Wow, chuột chui đầu lên. Wow, lại dính nữa rồi. Bạn Ken lại dính nữa rồi các bạn ơi. Wow, bạn Ken chơi giỏi quá. Wow, để mà canh rồi con chuột nó nằm đập. Wow, rồi bạn Ken lại dính nữa rồi. Wow, bạn Ken thật là xuất sắc quá đi. Ôi, ba chơi hùng lợi con rồi, giờ làm sao? Bà phải cố lên. Wow, con tặng cho ba luôn hả? Rồi, cảm ơn con nghe. Rồi, bây giờ chơi lại nghe. Bây giờ ba sẽ thắng con nè. Rồi, ba bắt đầu đập đây. Ba đừng có đập, con chết xong xong rồi con đưa ba cho ba nha. Bây giờ là con đập á hả? Con đập là con cho ba hả? Rồi, vậy con đập đi. Yeah. Rồi, ba đập với con chỗ vui. Wow, lại dính nữa rồi. Hai con chuột màu hồng. Con chuột màu hồng, giỏi quá. Rồi tiếp theo đập bên chuột màu vàng lên. Lên chuột ư. Ôi. À các bạn ơi, bạn Ken chơi vàng rồi. Cái này là không tính. Bỏ vô lại. Cái này con bỏ vô mà. Vậy con đập trúng rồi ha. Rồi vậy trả lại nha. Rồi đập tiếp nha.
tăng tăng, ba đập, ba đập đây, đập đập, yeah yeah yeah, ba đã đập chính một con rồi. Ken ơi, liu liu liu, wow, bạn Ken đã dính thêm một con nữa rồi. Rồi ba bỏ xuống đây. Rồi tiếp theo đây còn mấy con chuột? Ôi còn tới 5 con chuột lận. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lên.